với sự cống hiến này cho khách hàng này, đứng từ phía khách hàng này và làm việc với sự uy tín, và chính những cái sự đóng góp của mọi người cho những cái dự án hiện tại đấy cũng chính là cái nguồn dự án cho những năm sau và những năm sau nữa. Chúc mừng team Master và team Orion đã giành được 2 giải Nobel. Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn những người anh em thân thương tới góp vui và cũng chia sẻ với sự đồng hành phát triển với công ty Dipro. Về ban lãnh đạo thì anh luôn luôn là ghi nhận những cái công lao, những cái đóng góp và cống hiến của các em trong suốt 4 năm qua. Anh mong muốn là Dipro càng ngày càng phát triển hơn, và anh cũng mong muốn là tất cả anh em